quý và nhóm thực hiện giờ thánh ca Dân Chúa Đời Con xin thân ái kính chào quý vị các khán giả đang theo dõi chương trình. Hôm nay giờ thánh ca Dân Chúa Đời Con được đón tiếp cũng như là tâm sự với ca sĩ Tấn Đạt. Trước khi bắt đầu chương trình ngày hôm nay, mời Tấn Đạt gửi lời chào đến quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình. Tấn Đạt xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình. Chào anh Đình Quý. Chào Tấn Đạt. Trước khi mà mình bắt đầu chương trình ngày hôm nay đó thì thôi cho Đình Quý giới thiệu một chút xíu về cái giờ thánh ca Dân Chúa Đời Con. Kính thưa quý vị, giờ thánh ca Dân Chúa Đời Con do một nhóm anh chị em yêu mến thánh ca, thánh nhạc thực hiện. Trong đó cũng có Tấn Đạt là một thành viên mới trong những năm tháng gần vừa qua. Thì các anh chị em chỉ xin làm một cái công việc rất là nhỏ bé đó, như là một cái nhịp cầu để nối kết linh mục nhạc sĩ hoặc là các nhạc sĩ công giáo với những người nghe, cũng như là cái nhịp cầu như là hôm nay là của những người hát thánh ca, hát thánh vịnh với những người nghe. Mình với Tấn Đạt thì đã biết nhau lâu rồi ha. Mà thì đối với lại khán thính giả thì chắc chắn không xa lạ gì với Tấn Đạt hết. Trong rất là nhiều cái lĩnh vực của Tấn Đạt thì thứ nhất là bản thân Tấn Đạt là một ca sĩ vừa hát vừa tình ca, hát về thánh ca. Nhưng mà trong cái phạm vi của cái giờ thánh ca ngày hôm nay mình chỉ đề cập nhiều về vấn đề lĩnh vực thánh ca. Thì chắc chắn là cái tiếng hát của Tấn Đạt là một tiếng hát rất là được nhiều nhạc sĩ yêu mến. Bởi vì chính vì vậy nên ra trong tất cả những cái chương trình mà thánh ca, cái chương trình trình diễn của các cộng đồng công giáo hoặc những nơi ở xa xôi, không thể nào mà thiếu vắng bóng được cái sự đóng góp của Tấn Đạt. Thì bây giờ trước khi vô cái chương trình thì chắc là Tấn Đạt cũng phải cho biết một chút xíu về cái lĩnh vực, trước hết về lĩnh vực ca hát đi. Thì bắt đầu Tấn Đạt đi hát từ khi nào và cái nguyên do nào? Mình thích hát từ hồi nhỏ hay là bởi vì cảm mình nhận ra được mình có một cái giọng hát mà Chúa ban cho? Con đường sự nghiệp ca hát của Tấn Đạt thì nó bắt đầu từ nhà thờ. Tấn Đạt nhớ lúc đó cũng bằng tuổi của đứa con trai lớn bây giờ là khoảng 8 tuổi. 8 tuổi. Xưng tội đức lễ lần đầu. Bắt đầu từ 8 tuổi đã. Thì trong cái ngày xưng tội đức lễ lần đầu thì Tấn Đạt lên đọc bài đọc một và sau đó hát solo cái bài đáp ca. Tên vẹn đạo. Đồng cờ tươi, chúa chân tươi. Là cái ngày đầu tiên mà Tấn Đạt hát là đã hát thánh ca rồi trong nhà thờ. Nhưng mà hát thánh ca đó là chắc chắn là có một người phải chọn Tấn Đạt để hát, thì người đó là ai và cái người chọn đó chắc chắn là cũng đã phải biết được là Tấn Đạt có một cái giọng hát đặc biệt trong bao nhiêu các em hôm đó, phải không? Dạ, thì nói đến đây cũng không quên nhắc đến cái người đầu tiên đó là bây giờ là linh mục du xe Vũ Đức Hiệp. Cha Vũ Đức Hiệp lúc đó con cha còn đang làm thầy thì cha mới tập cho Tấn Đạt hát cái bài đáp ca đó trong cái dịp xưng tội đức lễ lần đầu. Thì cũng qua cha Vũ Đức Hiệp thì Tấn Đạt được học hát, được học đàn do các anh chị đệm đàn trong nhà thờ truyền lại dạy. Thì cái nôi âm nhạc thật sự là bắt đầu từ nhà thờ và cái người đầu tiên đó là linh mục Vũ Đức Hiệp. Thì linh mục được Vũ Đức Hiệp là cái người mở cánh cửa cho Tấn Đạt. Nhưng mà Tấn Đạt là cái người chính, Tấn Đạt là người bước vào cánh cửa đó. Thì khi mà bây giờ thì cái đó là cái con đường mở ban đầu. Nhưng mà sau đó làm sao? Sau đó thì cái quá trình mà đào tạo từ đó cho đến khi chút xíu nữa thì chúng ta sẽ nói về cái chương trình mà những cái lớp thánh nhạc, những lớp thanh nhạc mà Tấn Đạt đang phụ trách bây giờ. Nhưng mà trước khi đi vào đó thì trong lĩnh vực ca hát từ đó cho đến lúc mà được biết là Tấn Đạt tốt nghiệp từ trường quốc gia âm nhạc. Thì từ cái lúc mà bắt đầu bước vào cái cánh cửa trong lĩnh vực ca hát đó cho đến lúc mà bước vào cái trường được đào tạo ở trường quốc gia âm nhạc thì như thế nào? Trong khoảng thời gian đó thì mình vẫn thích hát, mình đi hát chỗ này chỗ kia. Trong khoảng thời gian đó thì Tấn Đạt vừa học vừa hát, sau đó thì Tấn Đạt hát ca đoàn trong nhà thờ. Rồi Tấn Đạt thì bên ngoài xã hội ngoài á thì khi đi học thì Tấn Đạt cũng tham gia những chương trình văn nghệ của trường. Đi hát các văn nghệ này, về thầy giáo, nói chung những cái văn nghệ của trường. Bên cạnh đó là hát trong nhà thờ thì sau khi Tấn Đạt tốt nghiệp lớp 12 thì mới thi vô cái trường chuyên nhạc và học chuyên về vocal. Thì học 4 năm
4 năm về trung cấp. Rồi sau 4 năm về trung cấp thì tức là chuyển lên bên Quốc gia nhà Sài Gòn học thêm 4 năm nữa, gần 8 năm về vocal. Như vậy là cái chương trình mà khi mà tốt nghiệp ở trường Quốc gia âm nhạc như vậy là phải theo học đến khoảng thời gian là 8 năm. À, lúc thời của Tấn Đạt thì họ bắt buộc. Còn bắt sau buộc này thì hầu như tức là biết là thi vô đại học luôn, còn lúc thời của Tấn Đạt là anh phải có bằng trung cấp 4 năm. Thực sự ra khi nói khi mà nói khi mà nói mà được vào trong môi trường quốc gia âm nhạc để được đào tạo phải là phải khó khăn. Thì cái điều kiện để được vào đó là như thế nào? À, tất nhiên là khi tất nhiên là phải có năng khiếu. À. Dạ, năng khiếu về ca hát. Okay, thì khi mình thi vô thì người ta sẽ mình hát một hai bài để người ta nghe rồi học thêm về nhạc lý, học thêm về xướng âm. Đó là những cái điều kiện để mình thi để mình đậu vào trường. Thì khi một người mà đã tốt nghiệp của trường quốc gia âm nhạc ra như vậy đó thì họ có được chọn cho mình một cái sở trường riêng không? À, ví dụ bây giờ về vocal hoặc là có thể là về một chơi một cái nhạc khí nào, hay là tất cả những người mà khi tốt nghiệp ở trường quốc gia âm nhạc ra đều phải biết sử dụng một nhạc khí hoặc là phải biết về thanh nhạc như thế nào? Thì riêng về bộ môn thanh nhạc thì khi Tấn Đạt học ở trong trường thì cái bộ môn bắt buộc là môn piano. Piano. Dạ, yeah, tại vì phải học cái môn piano để mình có thể sau này nếu mình làm thầy mình có thể đánh đàn để luyện thanh cho học trò, hoặc là mình tự đệm bài hát, hoặc là mình tự vở bài. Thì cái môn piano là cái môn bắt buộc. Thì trong cái quá trình mà đi học như vậy đó thì có những cái điều thuận tiện như thế nào, gia đình có hỗ trợ Tấn Đạt hay không, như thế nào, có những cái khó khăn nào hay không, chia sẻ một chút xíu. Thực sự khó khăn là vì gia đình Đạt thì không có Tấn Đạt thì không có ai theo về nghề âm nhạc cả. Chỉ có một mình Tấn Đạt thôi. Rồi thời gian nó cũng rất là khó khăn, tại vì ba Tấn Đạt mất sớm lúc ra mới 5 tuổi. Khi mà học nhạc như vậy thì chỉ có nhớ là mỗi lần đi về thăm mẹ thì mẹ chỉ phát cho một cái lon gigo, lon coi như là cũng khó khăn là mắm ruốc vậy rồi để mà đi học. Và khi đi học thì trên trường thì họ cũng có chế độ ăn uống, nhưng mà cái đam mê nó làm cho mình vượt qua được tất cả những cái khó khăn đó. Phải không? Kính thưa quý vị đang theo dõi buổi nói chuyện của Giờ Thánh Ca trên Chuối Đời Con với ca sĩ Tấn Đạt, và bây giờ xin mời quý vị cùng thưởng thức tiếng hát của Tấn Đạt như thế nào. Khúc cạm ta từ đó âm ba vọng ngân dồn dã trong tim ngày đêm tán dương tình yêu Thiên Chúa. Suốt một đời con tắm mát trong tình Cha, giữa trưa sa mạc chảy ra Chúa như nguồn nước chan hòa. Tiếng gọi nào rộn rã vang trong chiều mơ, vồn vã cánh tay Ngài đưa dắt con vào miền thương nhớ. Trên rượu đào Ngài chuốc chưa chan ngày nào, bánh thơm ân huệ Chúa trao, tháng năm tình mến dâng trào. Xin dâng lên Chúa tình yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thanh ân Ngài trao, nguyện theo chân Chúa đi qua đôi ta bó hay thập giá. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, thuyền hồn con mãi êm trôi hương tình yêu ôn tuyệt vời. Chẳng nguôi dẫu cho trần gian tan biến,
Chúa là nguồn hạnh phúc mến yêu của con. Có chi hơn được Chúa thương thế gian thành cõi thiên đường. Nếu ngày nào Ngài lãng quên con một giây, lạy Chúa cho con giờ đây chút linh hồn trong tay Chúa. Nếu ngày nào trần thế khiến con mải mê, Chúa ơi xin đừng trôi trễ, hãy thương dìu bước con về. Xin dâng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thánh ân Ngài trao, nguyện theo chân Chúa đi qua đôi ta bó hay thập giá. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, thuyền hồn con mãi êm trôi hương tình yêu ôi tuyệt vời. Xin dâng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thánh ân Ngài trao, nguyện theo chân Chúa đi qua đôi ta bó hay thập giá. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, thuyền hồn con mãi êm trôi hương tình yêu ôi tuyệt vời. Sáng tác của Mai Nguyên Vũ do ca sĩ Tấn Đạt trình bày. Xin quý vị đừng rời máy, sau phần thông tin thương mại chúng tôi sẽ trở lại với quý vị ngay. Quý vị đang theo dõi buổi nói chuyện của Giờ Tấn Ca Dân Chúa Đời Con với ca sĩ Tấn Đạt. Bây giờ xin được trở lại với buổi nói chuyện ngày hôm nay với ca sĩ Tấn Đạt. Rồi sau khi mà tốt nghiệp của trường quốc gia âm nhạc thì cái công việc đầu tiên mà Tấn Đạt làm đó là gì? Dạ, cái đam mê của mình là đi dạy. Tấn Đạt vẫn thích đi dạy, vẫn thích truyền nghề lại, vẫn dạy lại những cái kiến thức mà đã học cho những cái thế hệ sau đó là cái, và tới bây giờ nó vẫn như vậy. Năm nào lúc Tấn Đạt tốt nghiệp năm 1998. 98. Dạ. Thì trước khi tốt nghiệp nó cũng có một cái sự kiện cũng rất là đặc biệt trong cái cuộc đời của Tấn Đạt. Phải nói là đó là hồng ân Chúa ban. Thì năm 97 nó có một cái cuộc thi ở Việt Nam, nó giống như là American Idol y chang. Năm đó Tấn Đạt được giải nhất. Và sau cái giải nhất là đến cái năm 2118 thì Tấn Đạt 198 1998. Thì Tấn Đạt tốt nghiệp. Và sau khi tốt nghiệp thì Tấn Đạt bắt đầu con đường giảng dạy. Tất nhiên Tấn Đạt vẫn đi hát. Vẫn đi hát các phòng trà, vẫn đi hát nhà thờ, vẫn nói chung là vẫn sinh hoạt. Vẫn sinh hoạt trong cái lĩnh vực đường. Cũng mình đam mê thật sự vẫn là con đường sư phạm. Là coi như là mình đã được đào tạo. Và bây giờ cái công việc của mình nó như là một cái khi mình muốn trả lại, mình muốn giúp lại cho mọi người. Thì tính cho đến năm 1998 bây giờ là cũng là gần 30 năm. Tấn Đạt đi dạy gần 30 năm rồi. Nhìn Tấn Đạt thì rất là trẻ. Mình không thể, nếu mà Tấn Đạt không nói 30 năm mình không nghĩ là Tấn Đạt đã đi dạy 30 năm. Chưa tới nha anh. Phải không? Khoảng một thời gian đó cũng là 20 năm. Thì trong cái khoảng thời gian như vậy đi dạy như vậy nó có cái gì vui? Cái gì có một cái kỷ niệm gì đó? Thật sự niềm vui, Tấn Đạt không thấy cái nỗi buồn trong đề đi dạy. Đó là cái đam mê và cái yêu thích của mình. Rất là vui là vì ngoài vấn đề Tấn Đạt dạy ở cho các học sinh sinh viên họ học về hát về những cái ca khúc nhạc đời, nhưng mà cái niềm vui thực sự là Tấn Đạt rất là vui khi Tấn Đạt được dạy cho các sơ, các nhà dòng, dạy về thánh nhạc, các ca đoàn, dạy hát về thánh nhạc, rồi Tấn Đạt dạy ở trung tâm mục vụ Sài Gòn thì chuyên về thánh nhạc để giúp cho các nhà dòng hoặc là các ca viên họ hát về thánh ca. Tấn Đạt sang mấy năm nào? Em sang năm 2008. 2008. Cũng gần 10 năm. Gần 10 năm. Hiện giờ Tấn Đạt đang cư ngụ ở đâu? Em ở Gandro. Gandro. Trước đây thì ở San Jose. San Jose. Ở được 6 năm. 6 năm. Mới mua về San Jose. Thì bây giờ Tấn Đạt vẫn tiếp tục đi dạy. Em vẫn tiếp tục con đường âm nhạc. Âm nhạc. Và đặc biệt là thánh ca. Thánh ca.
Rồi bây giờ thường thường những cái đối tượng mà những người mà đến học với tiếng nhạc đó là ai? Thường là tức là welcome tất cả mọi người đến, những người ai mà có sự yêu thích và sự đam mê về ca hát và ngay cả về học đàn. Chúng ta cũng không có hề phân biệt là tuổi tác hay là cái trình độ như thế nào. Miễn sao đó là cái câu hỏi mà mình tính hỏi là cái điều kiện để mà tham gia những cái lớp thanh nhạc mà Tấn Đạt đang phụ trách bây giờ đó là cái điều kiện như thế nào thì miễn sao họ có những cái sự đam mê. Sự đam mê chắc chắn là đến với đam mê. Sự yêu thích thực sự. Còn vấn đề level, vấn đề trình độ thì mỗi người mỗi cái trình độ khác nhau. Thì Tấn Đạt cũng có cách để mà giúp họ phát triển theo cái khả năng mà họ đang có. Thì đó rất là quan trọng, bởi vì như Tấn Đạt biết là mình cũng sinh hoạt trong cái lĩnh vực ca đoàn cũng khá lâu. Thì mình cảm thấy được rằng đôi khi mình có lòng, mình đam mê, mình mong muốn được phục vụ, nhưng mà mỗi khả năng mà Chúa ban cho mình thì nó khác nhau. Vậy thì anh sẽ Tấn Đạt hỏi một câu là khi mà sinh hoạt ca đoàn như vậy với ca viên đúng không? Thì anh thấy có những cái khó khăn gì trong vấn đề là chuyên môn? Cái khó khăn thứ nhất là cái giờ giấc bên đây Tấn Đạt. Cái giờ giấc một người đã hy sinh đến để hát thì cái thời giờ thực sự ra ở bên đây nó khó khăn hơn là khi mà ở Việt Nam. Nhưng mà cái khó khăn đó thì mình có thể mình khắc phục được. Mình khắc phục được là mình có thể mình sinh hoạt ở một cái giáo xứ này hoặc là một giáo xứ khác. Nhưng mà cái khó khăn lớn hơn nữa đó là với những cái ca đoàn có thể là có một số các bạn rất là trẻ. Các bạn rất là trẻ thì khi mà các bạn có thể là sinh trưởng lớn không sinh ra ở đây mà lớn lên ở đây. Thành ra cái phát âm nó cũng khó. Mà cho dù một cái người sinh ở Việt Nam tiếng Việt có sỏi đi thế nào đó. Nhưng mà nếu mà không có được những kỹ năng căn bản và trong cái về phát âm á hoặc là về vocal đó thì mình không thể khá hơn được. Cho dù mặc dù mình cố gắng rất nhiều. Bây giờ nếu mà Tấn Đạt hỏi như vậy đó, chắc chắn là những người mà đang theo dõi chương trình này cũng có rất là nhiều bạn đang sinh hoạt trong lĩnh vực ca đoàn và có thể là cũng đam mê cũng thích yêu thích tiếng hát. Tấn Đạt có thể đơn cử một vài cái kỹ năng nào căn bản cho những người, ví dụ bây giờ mình muốn hát làm sao mà cái tiếng hát mình nó hay hơn. Những kỹ thuật, với những kỹ thuật bây giờ nó căn bản, kỹ thuật lấy hơi đi ha. Trong hát mình phải lấy hơi, rồi mình phải biết ngân nga làm sao, rồi mình hát làm sao cho nó tròn tiếng. Thì bây giờ Tấn Đạt có thể chỉ cho các bạn một số các kỹ năng đó được không? Thì theo kinh nghiệm của Tấn Đạt thì những bạn nào mà yêu thích ca hát và đặc biệt là thánh ca thì một điều mà nói để các bạn yên tâm, cái này nó không phải thuộc về năng khiếu gì cả. Nếu mà hát thánh ca mà các bạn với hát thánh ca với một lòng yêu mến Chúa thật sự thì theo Tấn Đạt là cũng là hay rồi. Còn bây giờ vấn đề chất giọng thực sự là thiên phú, chất giọng thiên phú trời ban, Chúa ban. Chúa ban cho mỗi người một khác nhau. Rồi cộng với cái khả năng với cái điều sự tập kiện luyện và sự tập luyện của mình. Cho nên cái đó thì nó đôi lúc nó không phải là của mình mà của Chúa ban cho mình. Mà những cái mà mình có thể làm được là gì? Đó là mình hát phải có cái tâm tình. Trong âm nhạc mà đặc biệt trong tất cả âm nhạc mà nói về nghệ thuật là phải nói về cái tâm tình, nói về cái feeling, nói về cái hồn. Mà giống như trong Kinh Thánh nói là hát bằng tới hai lời cầu nguyện. Đúng. Chúa đâu cần phải mình hát hay, nhưng mà mình Chúa cần mình hát trong cái tâm tình cầu nguyện là được rồi. Thì một trong những cái rất là đơn giản, thật sự Tấn Đạt chỉ nói ra một cái rất là đơn giản thôi. Nó cũng không phải là một gì kỹ thuật ghê gớm hoặc là cái gì cao siêu lắm. Khi mình hát, mình có cái store nhỏ trong cái cách hát của mình là cũng đã gây được cái biết lúc nào hát lớn, lúc nào hát nhỏ. Thì cái đó nó không phải là năng khiếu. Chẳng qua là một số người học hát mình chưa để ý tới. Tiếng đặt ví dụ một cái câu thôi: Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con. Thì anh nghe nó thấy đích phần. Còn nếu mình hát Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con thì lúc nào mình cũng nó chưa mình hát to được. Nhưng mình chỉ cần một cái đất, nó không phải là cái gì năng khiếu ghê gớm cả, cũng không gì kỹ thuật cao siêu. Mà ví dụ Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con thì mình thấy trong cái lối hát mình tự nhiên một câu hát nó có hai cái nó
đối nghịch nhau. Bây giờ trong lĩnh vực nó gọi là tiết tấu đó. Tiết tấu là lúc lớn, lúc nhỏ, lúc lớn, lúc nhỏ. Mạnh thì câu sau mình vuốt nhẹ. Tự nhiên nó có hồn thôi. Nó diễn tả được cái ý của ngay cả cái câu nói bình thường mình cũng vậy. Mình có lúc mình cũng phải nói lúc lớn lúc nhỏ. Chứ nếu mình cứ nói bằng ngang thôi thì không hay. Thì nó hát như nói. Đôi lúc mình ví dụ mình nói chuyện mà nhỏ nhẹ người nào mình cũng dịu cái giọng mình xuống, tại sao khi mình hát mình không làm như vậy? Rồi khi mình hát cái kỹ thuật á, người ta nói là cũng có những người nói là khi mình hát cái khuôn mặt mình làm mà cũng giống như là mình tưởng tượng như là mình đang có một sự ngạc nhiên như vậy để mình tạo cho mình có một cái lỗ hổng để vang. Cái trường hợp đó làm sao Tấn Đạt? Hát thì thực sự tất cả những kỹ thuật về thanh nhạc mà Tấn Đạt được học hay là theo Tấn Đạt bao nhiêu năm trong nghề giảng dạy và đi hát, tất cả những cái kỹ thuật mình học chung quy về một điều, làm sao cho có tự nhiên. Hát trong cái lối hát mình tự nhiên mà có kỹ thuật trong đó, chứ mình đừng bê những cái kỹ thuật của học giống như là người ta là học hát opera đó, bê vô để mà hát mà quá gò bó và quá chú trọng quá, không có tự nhiên đi, chú trọng về âm thanh quá quên một điều là đánh mất cái hồn, cái feeling. Cho nên là nói âm nhạc, feeling, cái hồn là số 1, phải ưu tiên cho nó là đầu tiên. Cảm ơn Tấn Đạt là cũng qua cái diễn tả cái giải thích của Tấn Đạt thì chắc chắn là một số các bạn cũng cảm thấy yên tâm hơn. Là bởi vì thực sự nó không đến độ mà quá khó khăn lắm. Nhưng mà tuy nhiên mình cũng phải cần một cái người hướng dẫn. Đúng rồi. Cái người hướng dẫn đó ví dụ trong lĩnh vực ca đoàn thì mình cần những người ca trưởng hướng dẫn cho mình. Nhưng mà những người mà yêu mến tiếng hát muốn tạo cho thêm một tiếng hát hay hơn á, thì có thể là chúng ta có thể đến những cái lớp thanh nhạc của Tấn Đạt hay là bất cứ một người nào đó cũng mày có đến. Thì ví dụ như trong trường hợp mà một bạn nào mà muốn liên lạc với Tấn Đạt để theo những cái lớp thanh nhạc đó thì liên lạc như thế nào? Thì cứ liên lạc với Tấn Đạt qua số phone 714-266-9599 714-266-9599 hoặc là các bạn vào trang web tấndatmusic.com thì sẽ có những cái information về lớp thanh nhạc của Tấn Đạt. Và ngoài cái lớp thanh nhạc đó, Tấn Đạt còn có một cái phòng thâu riêng. Mà mình sẽ trở lại với cái chương trình đó vào một cái dịp khác nha. Về nói về Tấn Đạt thì có rất nhiều vấn đề để mình cần hỏi. Kính thưa quý vị đang theo dõi buổi nói chuyện của Giờ Thánh Ca Dân Chúa Đời Con với ca sĩ Tấn Đạt. Rất tiếc là cái giờ phát hình ngày hôm nay nó cũng có giới hạn. Thành ra một dịp nào đó thì chắc xin phép được Tấn Đạt sẽ trở lại với Giờ Thánh Ca. Chắc chắn. Bây giờ xin mời Tấn Đạt gửi lời chào đến quý vị đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Dân Chúa Đời Con. Cảm ơn quý. Cảm ơn ban giám đốc của đài đã tạo điều kiện cho Tấn Đạt cũng như ban biên tập của chương trình Dân Chúa Đời Con có được cái chương trình rất là hữu ích và ý nghĩa. Và thầy cũng thay mặt cho các anh chị em trong nhóm thực hiện cảm ơn Tấn Đạt đã đến đây chia sẻ với chính bản thân của Đình Quý cũng như là quý vị khán giả. Và xin hẹn với quý vị trong chương trình kế tiếp, chúng ta sẽ mời Tấn Đạt trở lại. Cảm ơn Tấn Đạt nhiều. Đến đời đời Ngài vẫn yêu con mà thôi, Ngài vẫn yêu con chẳng nguôi, dẫu cho trần gian tan biến. Chúa là nguồn hạnh phúc mến yêu của con, có chi hơn được Chúa thương thế gian thành cõi thiên đường. Nếu ngày nào Ngài lãng quên con một giây, lạy Chúa cho con giờ đây chút linh hồn trong tay Chúa. Nếu ngày nào trần thế khiến con mải mê, Chúa ơi xin đừng trôi trễ, hãy thương dìu bước con về.